Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC, chủ tịch công ty cổ phần hàng không Che Việt và hai em gái bị cáo Quyết là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga cùng 5 thuộc cấp bị Viện Kiểm sát truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. 42 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Liên quan tới vụ án, hội đồng xét xử đã triệu tập hơn 93.000 nhà đầu tư là những bị hại, người liên quan tới phiên tòa. Tuy nhiên, tại phiên khai mạc chỉ có khoảng 30 nhà đầu tư đến tham dự, theo dõi phiên tòa qua hệ thống màn hình. Theo cáo trạng, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi gian dối tăng khống vốn góp chủ sở hữu tại công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, sau đó hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của công ty Faros trên sàn chứng khoán, sử dụng sàn HOSE làm công cụ, phương tiện để bán 391.155.480 cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trịnh Văn Quyết còn chỉ đạo mượn giấy tờ cá nhân của 45 cá nhân là người thân, nhân viên thuộc tập đoàn FLC để thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân. Sau đó, cấp khống tiền cho các tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, át nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu nói trên, thu lợi bất chính số tiền 723 tỷ đồng. Phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày.